chị. Con à, học về rồi đấy à? Mầm nó có đòi về thôi. Mệt không con? Bác đi đâu thế? Không ở nhà mầm nữa à? Bác đi công tác mấy hôm. Về bác mua quà cho con nhé. Vâng ạ, bác nhớ mua quà cho mầm đấy nhé. Thơm bác cả. Bà đi nhá. Vâng ạ. Bye bye bác. Anh đứng lại. Anh bước chân ra khỏi cửa. Tôi với anh ly hôn. Anh Chí.